Đây trời mới có mấy tháng hư rồi. Cái YouTube là què. Không sao, cái này mua tới 10 cái là hư, cái này còn 9 cái kia cũng được. Thế nghe nói không, nghe nói không. Hả? Nghe nói không. Nghe nói không chứ biết có không? Có thôi, vài nhà cho coi. Ok. Có một bộ sưu tập video luôn. Đó, thấy không? Ghê chưa, ghê chưa. Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của tôi. Hôm nay là một ngày có một cái sự kiện khá là đặc biệt. Và các bạn thấy đó, tôi đã lên một bộ đồ. Bình thường rất ít khi nào Long mang quần dài. Tại vì rất là thích cái sự thoải mái. Chỉ có mang là mang quần bóng rổ, áo thun. Đi ra ngoài đường thì cái hình ảnh tôi xuất hiện với cái bộ đồ kiểu đó là nhiều nhất. Chứ còn mà quần dài ít như thấy thì quần dài chỉ mặc khi nào mà bị bắt buộc hoặc là như những cái dịp gì đó đó quan trọng thì sẽ mặc quần dài, chứ còn lên vlog thì vẫn mặc quần ngắn bình thường. Hello, có bị nhắc cái mấy pha là mặc quần dài vô, mỗi mặc quần dài gì thoải mái chứ mặc thì cần gì phải mặc hết đó. Hôm nay đã lên được quần dài. Ok, thì bây giờ Lâm sẽ bắt đầu xuất phát để chuẩn bị cho một cái sự đi đến một cái sự kiện đặc biệt của ngày hôm nay và chung với một người khách rất là đặc biệt. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng nhau đi theo tôi và đón xem nha. À mà quên, có một cái điều nữa cần phải bật mí là hôm nay Lâm cũng mang một đôi giày rất là đặc biệt và chắc chắn là khi mà mang đôi giày đó là các bạn sẽ biết được Lâm đi đâu. Ok, đây, chúng ta đi. Hello, quý đứa. Này. Rồi, ok, let's go. Đợi theo máy. Đợi theo máy, đợi cho lại phút. Ok. Hello. Theo không hề nở mang ra đường hình ra. Tôi vẫn mang dép. Tới nơi xỏ tôi giày vô. Chứ tôi nói các bạn rồi, trong này thực sự rất là quý, và chắc chắn là sẽ bay vậy. Ok, go. Chạy mình đâu, chạy mình đâu, ôi, đi lộn. Theo mình bên đây. Xe mình đặt. Xe mình đặt, ok. Ok, go! Bây giờ mình đang chạy qua 135-58 Trần Hưng Đạo, phường Ông Lãnh, quận Nhất. Thì tới đây chắc nghe được cái địa chỉ là mấy bạn cũng biết được là mình chạy qua đầu nhà của ai rồi. Mình sẽ đi rước cô Hồn. Thì hôm nay cô Hồn rủ mình đi đâu á, chưa biết. Nhưng mà sẽ có một cái màn rất là hay, đó là hôm nay sẽ có hai bên vlog quay chung nhau. Nó quay của nó, mình quay của mình. Hai thằng quay qua quay lại.
dám hứa luôn là sẽ là một lồng content nhảy qua nhảy lại, bắn qua bắn lại giữa hai thằng, giống như bắn ráp vậy. Trời hôm nay khá nắng, nóng phải liền ra. Hôm nào có dịp thì tôi sẽ, tôi vừa mới nghĩ ra thôi, tại vì hôm bữa được đi cái event của BMW á, nó là một cái event của BMW Sala showroom bên đó, thì họ có một cái sân, thì họ đem cái xe của họ vô trọng cho tất cả những member của BMW Car Club Việt Nam tụ tập lại đó, rồi cùng test những cái chiếc xe mà họ bên họ bán ra. Thì mình được test là mình chạy xa hình, mình chạy tăng tốc đột ngột, rồi mình được chạy drift nữa các bạn. Thật sự hôm bữa là tôi có một cái trải nghiệm đó rất là ok và rất là vui. Nghĩa là drift rất là sướng tai, cái kiểu là nhiều khi là không phải là nói bậy nói xui gì, nhưng mà hôm lúc đó là mình được chạy con X3, mình cố ý mình drift cái kiểu mà cho nó xe nó quay vòng vòng luôn để coi cái độ bám đường của cái xe nó như thế nào. Thì cái cảm giác của mình á, là khi mà drift á, là nguyên một cái trọng lượng xe nó sẽ dồn hết về cái hướng mà cái bên mình quẹo qua, mình cua ra, mình drift ra đó, mình nguyên tôi trong cái xe dồn bộ đi dồn hết vào một cái bên, nhưng mà xe nó vẫn bám cái mặt đường đi rất là tốt và không hề có cái chuyện gọi là đó, rất là phê. Thì nghĩ là sau này những cái người anh làm trong hội nói là sẽ cố gắng phát triển thêm những cái event như vậy nữa để cho mọi người có cái cơ hội để gọi là được trải nghiệm, có cái cơ hội được trải nghiệm với tiếp xúc với những cái trường hợp lái như thế. Tại vì nói cho suy ra cho cùng thì tới bây giờ vẫn còn rất là nhiều người lái khá là yếu và không có dạng tay. Tôi là một trường hợp ngoại lệ, tại vì tôi lì quá. Tôi rất là lì, khi mà chuyện giờ đưa xe cho tôi lái tôi rất là lì. Và cảm giác lái của tôi thật sự đó là, tôi cả hay nói là cảm giác lái của tôi tốt. Thành ra đưa cho tôi bất cứ cái trường hợp xe gì tôi chạy cũng đều được. Và tôi chạy rất là ghê. Như lý do mà nói thẳng để kể lên cho các bạn nghe một cái việc, có thể là sau này sẽ có người hỏi thì tôi sẵn như bây giờ tôi nói luôn lý do tại sao mà tôi lại đi mua một chiếc BMW. Cuộc đời Long mua 3 chiếc xe, một chiếc là Chevrolet Orlando, chiếc đó là 7 chỗ bản gia đình, đó là Long mua xe cũ. Chiếc thứ hai Long mua đó là Peugeot 3008, nó là phiên bản 5 chỗ SUV đó. Còn chiếc thứ ba mà tôi mua là chiếc này. Thì lý do tại sao mua BMW, thứ nhất là BMW là vì có một người anh là Châu là chuyên bán xe. Châu khuyên là mày đừng cãi thầy, mày mua BMW đi, mày chạy đi, rất là thích và rất là sướng. Đừng bao giờ suy nghĩ gì khác, mua BMW chạy là không muốn chạy chiếc xe nào khác. Ở trong cái phân khúc cùng đó thì đó là một việc. Cái thứ hai nữa là có một cái điểm nữa lý do tại sao mua BMW là tại vì mua BMW có quá rất là nhiều đồ, rất là nhiều đồ để độ. Nó từ khoang máy, nó từ nội thất, nó từ vô lăng, nó từ bánh xe, nó từ tất cả tật. Nghĩa là có một cái chi tiết rất hay của BMW đó là họ làm ra một chiếc xe nguyên bản nó là như vậy, và họ nói với người mua đây là một chiếc BMW cơ bản, thì mày mua tao thiết kế như vậy là để cho mày về mày nhìn cái thiết kế đó, mày thiết kế lại theo cái phong cách của mày, tùy biến của mày, và mày có rất là nhiều sự lựa chọn, rất là nhiều hãng để làm ra những cái món đồ cho mày mua và mày nâng cấp ngoại thất tất tần tật về chiếc xe của mày theo một cái gọi là style riêng của mày. Hay, rất là hay của BMW. Nhìn chọn cái khoang máy, cái bô e, cái lọc gió, cái bộ phận nước làm mát, tất cả những thứ đó đều có đồ độ. Tất cả những thứ đó đều có đồ độ. Rất là đỉnh lắm.
như là đồ carbon có, đồ titan có, tất cả mọi thứ luôn, cái gì là cũng có được. Và rất là nhiều hãng, có rẻ tiền, có mắc tiền, có chính hãng của BMW cũng có luôn. Nghĩa là BMW nó có làm một cái gọi là phân khúc, là phân khúc em và phong mình á. Thì ngay cái phân khúc em và phong mình đó, nó sẽ có cái đồ độ của riêng nó, rất là hay đó. Rồi hỏi các bạn nghĩ đi, chứ cái sự, tại vì gì, thật sự mà mình, sau khi mà mình lái được qua hai đời xe rồi thì cái chuyện mà mình trải nghiệm á, là mình đi kiếm. Tại vì đối với tôi, xe là phải có một chút gì đó thay đổi so với nguyên bản thì tôi mới thích. Và càng ngày nó càng phải thay đổi theo cái ý của mình. Thì tới chạy đi được khoảng 2-3 dòng xe, và có được trải nghiệm qua cả xe mạc luôn, thì mới nhận thấy là đồ không có độ nhiều bằng BMW. Nghĩa là hỏi những cái dòng xe hồi đó mình chạy thì người ta nói là xe này không có đồ, xe kia không có đồ. Khó chịu quá. Trong cái, nhưng mà thấy đồ, nghĩa là trong cái lúc mà mình đi hỏi đồ những cái xe cũ của mình, thì mình thấy là đồ BMW người ta lại bán rất là nhiều, trong khi đồ của xe mình đang chạy hiện tại lại không có bán. Nó kỳ chứ đó, là đồ bướm đứt mà sao nó lại thịnh hành quá nhiều. Xong rồi cái chơi rồi mua xe xong rồi ok, tiếp cận được nhiều thứ rồi mình biết được là lý do tại sao cái đồ của bướm đứt nó quá nhiều. Tại vì bướm đứt họ cho tùy biến, hãng họ làm ra chiếc xe là họ đã tùy biến rồi, là cho mình thoải mái. Mày muốn làm cái gì chiếc xe của mày thì mày làm, tao không ý kiến. Mày muốn đổi chiếc xe của mày như thế nào thì mày đổi, tao cũng không ý kiến. Thoải mái đi, mua chiếc xe nguyên bản về, mua chiếc xe zin về đi, là mày đổ theo ý của mày, đổ cái lợp gì đó mày đổ đó, ngay cả máy móc cũng có thể đụng chạm vô được luôn. Giống như hồi xưa là mấy bạn sẽ thấy là quay nẹt vô xăng, quay cam xăng nồi xì bo vô xăng lồng đó, thì bìm đớp để chén. Bìm đớp cũng có cái chuyện đó luôn, và tụi nó làm là để gọi là nghĩa là thay đổi vài chi tiết, và những chi tiết đó có thể dẫn tới cái chuyện là mình sẽ tăng được HP cho xe. HP là horsepower đó, nó có nhiều cái chi tiết làm ra tạo nên được chiếc BMW. Tôi rất là thích cái chuyện đó, thành ra đó lý do là tới bây giờ thì tôi nghĩ là tôi sẽ chạy con này, chạy suốt, chạy hoài để đó. Và nếu mà có điều kiện tôi sẽ mua thêm một con SUV của BMW là dòng X. Mua thì chắc là phải, tôi mua, nếu mà mua được có tiền mua dòng X á, là phải mua cái dòng cho đáng, là X5M hoặc là X3M. Phải mua những cái bản gọi là phân khúc, gọi là hiệu năng cao á của BM, thì cảm trải nghiệm, cảm giác lái rất là thích. Và có một cái điều nữa là khi mà bạn lái một con BMW thì cái cảm giác nó lái rất là khác những cái xe khác. Ví dụ như mình đang so sánh về chung về xe Đức đi nha, mình không so sánh xe Nhật thì tất cả cái xe khác, nó đánh về xe Đức mà với bản thân của mình cảm nhận, hay là với bản thân của mình thôi, chạy một con mạc nó sẽ là kiểu êm đềm dịu dàng, đi trong phố thì nó rất là thoải mái tiện lợi. Chạy một con Audi, ok, máy Audi rất mạnh nha, cực kỳ mạnh, nhưng mà nó cũng đem lại một cái cảm giác nó lấp lửng. Và Audi thì lại nổi tiếng hơn cái chuyện đó là nó rất là êm. Audi cực kỳ êm các bạn, chạy Audi êm lắm, êm hơn cả mạc. Xong rồi thì đó, nhưng mà với cái điều kiện của mình chạy xe thì mình lại cái việc mà chạy xe êm quá nó làm ảnh hưởng tới mình. Tại vì mình chạy xe êm quá mình lại không thích. Thì BMW là một cái sự lựa chọn rất là xuất sắc. Chạy chế độ cần nó êm thì nó êm, cần nó mất dài thì nó rất là mất dài. Như giờ đơn giản thôi, ví dụ như đang chạy với chế độ comfort là chế độ thoải mái là nó êm dịu nhẹ nhàng. Còn khi mà ví dụ như lát nữa mình đón thì cô hồn kia, cái mình chạy chế độ mất dài cho nó chơi, cho nó mệt chơi, nó cũng kiểu cảm giác lái rất là thích. Với lại nãy giờ nếu mà mọi người nghe và mọi người coi những cái đoạn này rồi thì mọi người sẽ biết được
mọi người cũng sẽ thấy được là chỉ có những lúc cái camera nó giật lắc rất là mạnh thì đó là những cái lúc mà tôi chạy rất là nhanh đó, cái kiểu cờ thì đó lý do tại sao bây giờ mình tới nơi rồi, mình quay đầu rồi. Để mình gọi thu hồn các đảng ra. Nó hẹn mình 12 giờ rưỡi, bây giờ là đang là 12:38 thì chắc chắn nó tới nó sẽ chửi mình sắp mặt lần. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng biết do thêm trong quý khách vừa gọi hiện tại đang giận hoặc không giận luôn má ơi, nó giận mình rồi. Rồi xong bị giận luôn. Để mình gọi con đỉ. Thuê bao quý khách sửa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Gì mà thẳng thừng như mấy bộ. Không có phương thức nào để gọi à, đỡ quá dạo này gọi nó hết bị nghe cái blue zone này. Thì đang đi bộ ra cho bạn biết mình đó. I love you. Nào ok. Ai trong lúc chờ đợi cho anh Liên ra thì sỏi chạy về sẵn nó nới ra một chút mang đổi giày sáng giờ đâu có dám đặt cái chân cái nó này xuống dưới đất đâu. Lên xe thay giày vào rồi đó ok. Ây da rất là hay ha, thay giày trên xe thành ra cũng chuyên nghiệp lắm. Đôi này bây giờ không có mang thành ra khá là cứng. Đó, kênh YouTube nhỏ. Kênh YouTube lớn đã đi ra và chuẩn bị cho kênh YouTube nhỏ. Ờ đúng rồi, đi xe tải em, đừng đi xe kia. Đừng đi xe anh. Sao thấy anh tới là tự động mở cửa ra nha. Dạ. Xe em chưa có gắn cửa tự động, anh thông cảm. Ừ. Ôi trời ơi. Sóng mạnh quá, anh ta la đó. Nó nhẹ mà. Xích bèo cái nè. Xích bèo đi em. Sao anh này mình đi đâu biết không? À, chưa biết. Chưa biết hả? Ừ, ra ngồi quay cái gì về. Tôi vô lại nha. Dạ, vô. Có cảnh rồi. Ok, see ya. Rồi, ok, bye. Quay cảnh về cả số đúng không? Đúng rồi. Ok. Vậy thôi hả? Vậy thôi á. Thôi, ủa mà giờ mình giờ đi đâu vậy anh? Bây giờ mình sẽ lên chỗ mình mua sắm dài giống như cô Bì ha. Chỗ mình mua sắm dài giống như cô Bì. Ừ. Đủ mấy gì hợp vậy hôm nay mang cô Bì Undefeated. Trời ơi, nay cũng mang cô Bì Undefeated luôn. Đủ mẹ sao mang cặp hoài vậy bay. Má.
này là trùng hợp thôi chứ cũng không có sắp xếp gì hết á. Cái này không có hẹn luôn á. Đồ mấy ông ăn COVID anh được biết tiệc chơi chung nhau. Không có hẹn luôn á, mà sắp xếp từ hồi 2 tháng trước rồi đúng không? Đúng rồi. Kịch bản gửi vào hồi 3 tháng trước. Kịch bản gửi ra là 3 tháng trước là chỉnh sửa nhau rồi. Tại như thế nào, như thế nào, như thế nào là đúng nữa. Còn vậy kinh nhỏ thôi chứ làm gì chuyên nghiệp lắm. Rồi rõ ràng hai mình tuy là nhỏ nhưng mà phải có tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Đúng, để đúng, đúng, đúng. COVID mình nói chuyện đúng, đúng rồi, rõ ràng. Cỡ nào cũng vậy. Hết pin mẹ nữa. Rồi cái lồn má kênh YouTube lớn. Chán thì mấy bạn thấy không? Kênh YouTube. Kênh YouTube vậy thôi á. Người ta chuyên nghiệp tới đó thôi, chuyên nghiệp gì nữa. Mình có GoPro đang quay luôn mà. Anh xin phép em chưa giờ không? À anh chưa xin phép em nhưng mà anh có một cái kênh YouTube đúng không? Đúng rồi, anh có một kênh YouTube á. Phải xin phép anh trước. Tại anh lên trên YouTube á. Ok ok. Cho anh xin phép em quay được không Vinh? Ok. Tắt mặt. Ủa bây giờ mình đi đâu độ mà không nói chỗ, mình đi chỗ nào? Red O7 gì quá rồi. Prison. Taka đó. Takashimaya. Takashimaya Center. À Takashimaya Center. Đúng rồi, bên nào nhiều subscribe thì tương tác như bên đó, còn bên nào mà nếu gì subscribe thì thôi kệ mẹ nó đi. Xin chào các bạn, mình là fan của Phát TV được 18 năm. 18 năm, Phát The Phát 18 năm. Ủa, 18 năm nó lòng đẻ chưa trời. Đây còn má ơi. Nó mới 19 tuổi hả? 19 tuổi tại tới Taka. Mình sinh 2K3. Mình đang làm việc tại G-Lab. Mình dạy Phonics, dạy TV. Một vợ hai con. Một vợ hai con. Chưa, con gì thì không biết. Ghê vậy. Mình tới Takashimaya nè. Tính, tính ra đầu nó từ G-Lab và Takashimaya kế bên nhau mà cũng bắt lấy xe hơi chở đi. Mẹ thứ gì. Nắng quá. Ăn nha mập thay ra từ lười vận động. Đi chợ nắng này á, nó làm cái keo dài mau bung lắm. Thì keo dài mau bung thì mình bỏ vô hộp, mình chân nó từ hấp tiếp. Rồi, kỳ quá. Có những đồ mình cũng mang nè mẹ ơi. Có những đồ gì thấy đồ nào mình cũng mang. Thấy không? Thứ mà nói chuyện xong rồi để bị bởi vì cho bị người ta bắt bẻ. Bắt bẻ gì tụi tôi? Nam là dạy nào mang á chứ không có mua mấy cái phần gì nữa mà cấp vô. À, bắt đầu cái mỗi lần đi quay phim các bạn sẽ có một góc đó quay hoài phải không Vinh? Đúng rồi, mình nhà mình nhỏ mình chấp nhận, mình là kênh YouTube nhỏ thì mình xài những cái góc nhỏ nhỏ nó tiện lợi cho mình thôi. Chứ mình đâu phải được đầu tư như người ta có tới 2-3 cái background, 2-3 cái shop. Sai 2-3 là sai nha, 4-5 lần. Thì 4-5 cái background, 4-5 cái shop. Hợp shop từ 7 cái lần. À, 7 chưa? Đó, mà đi so sánh, đi bắt bẻ, không biết được cái gì nữa. Được hình vui. À, thì một cái kênh YouTube lớn. À, nhà này dịch. Còn dịch nên thành ra đi đâu cũng phải đo nhiệt độ. An toàn thôi, an toàn thôi. Xe gì cái phụt gì kỳ vậy? Dạ. Chạy cái rung khó chịu quá. Không có tiền thay phụt xịn nữa, nó chịu quá sao vậy? Bực, hồi thua chiếc xe đạp leo núi của tao nữa vậy. Chiếc xe BMW này nè, thua chiếc xe đạp leo núi của tao nữa. Chiếc xe đạp leo núi thì chiếc xe đạp leo núi của anh đâu? Tao để quên đâu mất tiêu, tao cũng không nhớ. Nhất phải tao để nhà cũ luôn ba. Ok, mình có chỗ rồi. Cảm ơn em. Ủa? Em phải ba tăng đựng cho thằng nào nó vô. Ủa? Rồi đi qua đi chị gái. Đúng rồi. Chị gái đó bạn số 71 Bến Tre thân yêu của mình đúng không các bạn? Thì mình đâu có nói gì đâu, mình chưa hề nói gì với chị luôn mà. Mình thì chỉ mình nói vậy thôi chứ mình không có nói gì bạn đâu. Ờ, mình thấy bạn nhạy cảm á. Bạn mới nhạy á, mình chỉ nói là mình nhớ cái số, bạn số là số của xe mà quê hương mình thôi. Mình chứ mình cảm giác giống như là bạn nhạy quá, bạn nhạy quá. Bạn chửi mình là mình đụng chạm tới đồng hương của bạn hay gì cũng bằng mẹ. Ê bà gốc người đâu bà Lộc? Ở đây luôn. Tôi là gốc ở Long Xuyên. Long Xuyên hả? Tổng tổng. Ủa em anh đậu giữa hay là đậu giống vậy được? Dạ sao anh? Anh đậu có lớn ngoài cọc chút được không? Hay là phải đậu? Dạ được anh. Được đúng không? Cho nó vô cái ô. Xe này còn yếu chứ thôi, xe này chưa có tự đậu được. Xe thì bằng đó anh, có con người mới yếu. À rồi, hiểu rồi. Xe này là yếu, đó mình phải càng quá càng lên. Rồi dắt mình đi xuống luôn đi chứ đéo có đéo có chỗ đi ra đâu. Rồi đi xuống, đi xuống, ăn gì căng dữ vậy. Xuống. Ờ, đúng rồi. Rồi cái đồ mà mở cái ghế này cũng không có tự động nữa, xe gì chắn ngòm. 2020 tới nơi rồi, rồi mở cái cửa giùm cái. Đó, mở đi. Ôi trời ơi. Què.
Đất vô chung cô hồn. Thứ nghiệt súc. Thằng đó làm bình. Giờ đi đâu vậy? Lên lầu 3 làm gì đó? À, chơi lên lầu 3. Trời, mới có mấy tháng hư rồi. Cái YouTube là què. Không sao, cái này mua tới 10 cái là hư, cái này còn 9 cái kia cũng được. Nghe nói không, nghe nói không. Hả? Nghe nói không. Nghe nói không, chứ biết có không. Có không, qua nhà cho coi. Ok. Có một bộ sưu tập video luôn á. Đó, thấy không, ghê chưa, ghê chưa. Bực mình. Cái quân đích của nó. Giờ này bán rồi. Bán trung thu rồi, bán trung thu rồi. Bạn đéo biết chặt gì hết, đổ có đường của người ta chặn rồi. Bạn đường này bạn ơi, thứ làm màu thể hiện. Ủa, trung thu kìa. Rồi, các bạn qua trung thu. Trung thu quá trời. ABC nè, Windsor, Sanfulo. Lát nữa. Lát đi mua bánh trung thu về cho vợ ăn. Gờ làm. Bánh làm bánh trung thu gờ làm hả? Ừ, trung thu gờ làm. Đủ má mua tiền đi tài trợ đi, tôi làm cho. Gờ làm xưởng. Ừ. Làm bánh trung thu mà chỉ là trong đó toàn làm xưởng không? Đúng rồi, mà bữa làm xưởng nhưng mà không có gì khác. Nếu có trứng muối luôn, nếu có cặp gì trứng muối hết á. Đúng, đúng nghĩa là ăn bột với làm xưởng luôn á. Đúng rồi, nghĩa là là không có hình bánh trung thu đâu em, mà hình hình với làm xưởng á, mà ở ngoài là bọc lớp bột đúng không? Đúng, vậy thôi. Ừ. Giống như giờ nó có cái hình kiểu đăng trên mạng là cái bánh trung thu chứ mở trong mà tiền. Đúng rồi, ê hay vậy. Lên nữa hả? Lên nữa, lên nữa. Lên cái lồm lên hoài. Rồi, tay bán xin xin luôn kìa. Giờ mình đi lấy đổ. Ở đó có bán CG là trước hồi lại coi giá là có sao mình ngồi kia đây gì không? Ghê vậy? Ừ. Cái lô YouTube nhỏ nó cũng lớn. Thôi đừng quay đâu. Nó xuất hiện trên mấy kênh nhỏ vậy. À ok ok. Thứ lùng què. Khẩu trang cũng mang cặp. Má nghe mà mang áo cặp nó chắc đéo biết nói sao. Cởi là dùng liền. Bắt công mày đánh giá không? Má mang áo cặp là cười hoài luôn. Bận đồ giống mấy anh vô thủ vô thực. Đâu có ai thích cái chuyện đó đâu. Ok ok ok. Đồ hàng quá đừng. Ghê quá. Giờ là đâu cái tay cách ra mét nè. Mét nè. Máy lên tay nhờ. Ê cái vô cái con của người ta. Cái đồ thôi. Lên cho đây nha. Được không đi nó mà. Được sao được. Không mẹ đi cái gì đâu. Cũng được thôi. Giờ mình với Long sẽ vô đây à, ngắm gái quay content cho có là về chứ tiền đâu mua dạy. Trời ơi, làm đéo quay tiền dài. Dài hôm nay là cái gì đó khá sĩ. Xin chào Lai Kỳ. Xin chào Lai Kỳ. Yeah. Trên. Trên đây cái có này luôn hả? Có này luôn hả? Bữa mình có đôi cao bây giờ lấy mình mua đôi thấp. Ờ, đôi này sao nhìn ngoài muốn mua quá mà. Hết luôn rồi. Tiền đâu mà ăn cơm tháng này. Thôi nghỉ ăn, khỏi ăn cơm. Cơm nước thì tầm này. Ra là ngày hôm nay á, là mình lên đây là để mua một đôi kem cho mình và Linh này. Thì bởi vì đối với mình đây là một trong những đôi cho đình mà gọi là Gold Brand of All Time. Đối với bản thân mà thôi. Tôi chứ mình giải thích tại sao là cái này là tuyệt vời ha. Mình đéo biết gì hết á, mình đi theo nó nói thì nó nghe. Ờ, ngoài ra đây, giờ lên đây còn thấy có lấy cặp nghe sáo nè. Từ từ xíu đi. Ờ, cho được một cái điện mà nhìn có cánh xe nó có gì, tôi chỉ gọi là gì đây. Nó có tên gì á, quên rồi. Tại sao người tên gì đây? Con cọc Red. Con cọc chứ. Đừng có lọc lộn nha. Cái gì? Này giờ được không? Con cọt là khác mình nha. Mình mua. Con cọt khác là con kia khác nha. Hello. Đây camera nhỏ này đừng có quay vô giật lắc lắc à. Rồi. Và bây giờ mình sẽ lấy xe. Anh muốn thử cái này xem thầy. Anh xe 11. Ok. Bú phèm. Chắc không
dài nữa. Cảm ơn Nam đã tặng cho Long con còn nó ra 11. Ngoài ra là Long có thể lượm thấy đôi này và đôi này. Đôi này luôn ha. Tại vì hãng họ tài trợ hết tất cả mọi thứ. Ok. Ngày hôm nay là Long có thích đôi nào lấy đôi đó thôi. Và sau đó quyền thẻ của Long được rồi. Hãng có tài trợ cái gì quyền thẻ. Thì Long mượn thẻ. Quyền thẻ của Long chứ Nam đâu có thẻ. Ok. Long cũng không có thẻ luôn. Vậy thôi. Và bà Long cũng đéo có tiền mặt luôn. Như cái lồn luôn. Hết vui. Được như các bạn thấy. Ok em, cảm ơn em. Mình đã xin các bạn mở nhỏ nhẹ. Đây là một cái sự bú phem nhẹ. Bạn tôi cũng cặt cho bạn cười vậy. Má nó quay lén mình mà ơi. Em quay từ lúc đó đi vô đây. Nó quay lén mình nắm tay. Hơn quá. Hơn quá. Anh chàng. Chỗ nhiều vậy? Có hai người mà sao em đúng rồi dữ vậy? Lấy con khúc từ 10:30 tới 12. Rồi. Lấy những cái size lên cầu trên cái cốc của con nữa luôn. Cá cú hả? Đúng dữ. Đây là em lấy 10:30 thì một căn. Rồi. Đẹp quá vậy rồi. Ai không thấy đôi giày này đẹp thì cứ subscribe đi, không sao đâu. Cũng như đó khùng đó. Nói tiếng nè, đứng vô những tiếng ơi. Đó. Em. Anh nghĩ là sẽ lấy cho này luôn. Vô bộ. Vô mà. Đứng thấy cái sự khác biệt lắm không? Cũng không. Cùng là một đôi giày thôi. Một người thì bận lên sang, một người lên thì hèn, thấy không? Ok. Nói sao đó, đứng chung được mà. Khủng quá. Ok. Phải biết đầu tiên là khá ok. Crossover. Ê, chưa trả tiền á. Ủa mà. Cái gì? Chưa trả tiền á, mang về cũng ta. Không trả tiền hả? Thôi, ai biết được. Lỡ là cuộc sống mấy thằng dơ lắm. Ờ, thấy chưa? Nó không có mang đâu, nó không trả tiền đâu. Đừng có cho nó mang chuyện hơn cái đó. Mấy thằng này nó dơ lắm.
Cái này về nào nha? Cái này mới về tối hôm qua. Tối hôm qua luôn hả? Mới. Không phải là sự xuất hiện trong phụ phải không? Không phải, tại thấy rụng có rót over quá ba. Có rót over ghê quá, người ta hồi hộp. Không, nhưng mà cái da này sẽ lắm, nghe nói là cái da này là giờ nó làm kiểu gì đó mà không nhăn luôn á. Ờ, không nhăn nhưng mà người ta đổ mồ hôi. Để bây giờ nè, bây giờ anh test lại cái này coi nhăn không nha. Để không? Nè, nhìn đi. Hello. Trời ơi, nó chưa trả tiền á, nó chưa trả tiền á. Chết mẹ không? Rồi. Thấy không? Hả? Nè. Nó chưa trả tiền á mà nó làm gì đó, chết đó. Luôn. Không nhăn đâu. Ờ. Mà nó chưa được rồi, hai chậm nha, cho sếp mình gọi lại kìa. À, chắc anh lấy đầu kia. Đâu nào? Ủa, đi thôi. Hả, đâu nào? Sao em khờ quá vậy Long? Ừ. Bao nhiêu tuổi rồi mà những cái trò đùa cần cẩm anh em không thể nào hiểu được á. Không, không được đâu, đụng. Em thấy rồi, người ta càng ngày càng đổ mồ hôi nặng hơn nữa kìa. Tệ. Á, à, thì con người. Mua dài, không mua được bao nhiêu hết á. Vô quay video, lưng ta, phá dài. Mẹ, anh lấy đâu này nha em. Anh không như kia đâu, anh chắc chắn trả tiền á. Anh không như đó là. Tuổi trẻ chưa chạy sự đời hả? Ừ. Anh không dừng đó đâu. Sao hết xe mới về không ạ? Ờ, lấy anh con đi, cái này lấy xe ngày mà luôn nha. Ok. Sao em lại dài gọi vậy là con? Em phải gọi là đôi mới đúng chứ. Con là phải dùng là từ con xe đúng không mẹ? Con xe là? Mấy người review xe hay nói con xe đúng không? Con xe này là rất là ngon nhá. Ờ. Chào mừng các bạn, nó rất thân xe ngay vô lòng nhá. À đây là gì? Trần Long có phải Hùng Long? Chào mừng các bạn, tôi thích cái xe hai của Hùng Long nhé. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. À. Cái hộp nó có đẹp nữa không? Ờ. Hồi này không mua, đổi rồi, đổi rồi. Không mua hối hận thiệt. Mà mang đúng rồi em. Bao nhiêu lâu rồi nó mới quay trở lại chưa? Bao nhiêu lâu? 9-10 năm rồi đó. 9-10 năm rồi. Nó ra từ hồi 98-99 gì đó, tôi không nhớ chính xác nữa. Hả? Nhưng mà sau đó thì cái màn này được làm lại có 2-3 lần rồi. Rồi nó được đồn là không biết chừng nào mới ra. Nhưng mà cuối cùng bây giờ nó ra. Mà khi tôi thấy nó ra là tôi nói bất chấp mọi giá là phải mua được. Thì đó. Ừ. Đập. Ủa có hình cái cà rốt dễ thương vậy? Ờ. Cái này là cái củ. Ờ, củ cà rốt hả? Là mang cái đôi cà rốt là đù, cái màu đẹp vậy. Cái đó là dành cho những người ăn chay. À. Những người ăn thịt như vậy được mang cái đôi. Ơ vậy mình mới ăn chay nên rầm ơi. Hai cho đừng. Hai cho đừng 6 vegan. Luôn. Gọi là thôi. Bye. Đẹp không? Cái phối màu này đẹp ở cái chỗ là nó trên cái đôi giày. À có cái khoảng tí. Cái giày nó có đế nó màu trắng các bạn ơi. Các bạn biết he đó là nên nó nên nó. Cái he là phải hỏi. Nó 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 bài gù. Nó còn cái phim này nhiều lắm. Em lặng nha. Ok em làm. Nó có nhiều, nó có vào rất là đẹp. Và da của nó cũng thực sự không phải là gu của mình. Nó không đến nỗi tuyệt vời. Nó nên đâu. Xấu. Nó xấu quá. Nhưng mà về các bạn ngon. Thơm ngon. Bổ dưỡng. Thôi mày đặt hử hử, bắt chước ai cho hử hử giống mình. Thì được, đang hết là không não luôn á. Em mà có thấy cái đôi này. Sao này nó nhìn nhìn nó dâm dâm. Đó là đôi gì hả? 34 hả? 34 kilo mà nhìn nó vui vui ha. Eo nằm đây nè, eo nằm ngay con cái này. Ê số tiền 34 luôn rồi, cục zoom, 4 cục zoom hả anh Tam? Hả? 4 năm cục zoom nằm đây hả? Không có đó, trang trí chơi cho vui thôi. Ủa phận lừa thứ lừa đảo. Cái này là cái này mang vô nó không có bàn xỏ ra cực lắm. Lùm nó đây đâu bạn Hiền ơi. Lùm nó đâu? Lùm nó đây luôn. Ghê vậy? Ừ. Cảm ơn bạn Hiền. Hả? Cảm ơn bạn Hiền. Đâu liên quan gì tới bạn đâu bạn. Ủa à, tự nhiên nói tôi. Ừ, thì tôi nói là ý là tôi nói là tôi xuống tiền thôi. À, à, à. Tại không, thử. Tại trên video tôi nói vậy thôi chứ thật ra tôi không có mua đồ nào hết á. À. Còn chút xíu tôi cầm ra là cái bịch với là cái hộp không. À. Không bạn thì trên mạng thôi. Ok. Có mua, tại tôi nói mọi người là mua dài đừng có mua nhiều quá mang không hết chứ lại mua nhiều bị phá sản đó. Thứ nửa vời. Ừ. Chút xíu em lấy cái hộp không, cái bịch không bỏ cho tôi anh sẽ đi ra thôi. Thua. Thất bại xã hội, má chán quá. Ê, cái banh của Cari đẹp quá. Má tôi bê banh bóng gỏi, bê bụng đổ luôn mấy bộ. Cực kỳ mê, chết mẹ. Mời giúp anh đó. Cari đẹp quá. Bây giờ không biết giờ nào đổ cô bị mới ra lại, má buồn ghê. Trên hình thì thấy không có duyên nha, ở trên hình thì thấy rất là kỳ. Mà biết sao ra cái tự nhiên nhìn muốn mang vô chân. Mặc cái đôi này á, đôi hai á, mang thì không nói rồi đúng không? Nhưng mà đôi hai mang sẽ bị mệt. Cục mẹ đi. Cái đôi má sao ăn ở vậy đi, xua đuổi quậy bay.
gì có lớn nhất là tầm 11. Có gì giả bộ? Giả bộ thì giả bộ. Giả bộ, ok, có luôn anh. Đang đời, ồ hóa cái thứ đang đời. Nó cười vô các bạn mặt. Đi hết mặt, nó cười vô các bạn mặt. Cái gì nó còn. Đừng có giày cho nó, đừng có giày cho nó. Nó không có giày là nó tức. Vừa chán không có. Đó là đôi Eminem mang. Mình không biết là Eminem có mang hay không, nhưng mà mình dành được cái chen cái đôi vàng mà Eminem sẽ mang, sẽ muốn mang. Để mình xíu mình về gọi Eminem thử coi là nó muốn mua cho. Ok Eminem mang. Đó là Trần Long mang, Trần Long mang. Trần Long có TV mang. Mày chán sang chán. Bạn đừng nói vậy nha, em đừng nói là Trần Long mua nha. À. Nói Trần Long mua mày không phải mua nha. Okay lắm. Cái này á, không cái thầy luôn. Ok thì mình thấy cái form này nó cũng lạ, nhưng mà cái đế này nó bự, mũi nó hơi nhỏ, nó chưa cân đối lắm. Nhưng mà về cơ bản là cái sợi dây này rất là đẹp. Nó làm như vậy nè, thì mình có thể móc vô vậy ha. Xong đó mình cần kéo lên á, thì nó nằm đây luôn. Mà chỉ zoom này nó chạy ra. Tính ra là thiết kế thông minh ở cái nhà này vậy nè. Ăn theo. Lần đầu tiên quay cái vlog mà không cần phải nói gì hết, có lính lát nó nói đó nè. Nó khỏe ghê. Con này nó đổ ngoài trời chứ. Con đó này là chỉ để bọn mình mang đi chơi là chủ yếu. Mình mang đi chơi. Mang đi chơi là hỏi với nó gỗ. Để vô nhà kẹo uống đổ mình không biết mình phải hỏi mà. Quánh quánh cầu lông không. Không được bao giờ giấu giốt mà cũng đừng cố gắng tỏ ra vẻ thông minh. Quánh quánh cầu lông không mà mày đặt hỏi uống gỗ. Biết chuyện nào hay uống gỗ. Cái này là vì lý yếu tố em yêu khoa học hiểu không? Ôi 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 bất cười. Mà nói thì rốt cuộc này không có sao 12. Trời không có. Lêu lêu. Có sao mà. Lêu lêu bắt cỡ, lêu lêu bắt cỡ, lêu lêu lêu. Nhìn là biết đẹp luôn á. Thề. Mấy đồ lô này nhìn ngoài trời là ngoài đời là muốn phốt liền. Dễ mang mà mang cũng gì cũng được. Dễ mà. Rồi, thôi giờ anh về ha. Rồi đưa anh cái hộp đi anh sẵn ra để làm cái tấm ra. Yeah, yeah, yeah. Bóp gì anh này của em hả? Bóp hình của tao. Ôi lấy bóp của nhỏ ơi trời ơi. Ê, thẻ tôi không đủ tiền đâu nha. Cậu quay thẻ bà, tôi quay thẻ tôi nha. Ê, kỳ quá, kỳ quá. Nên chưa có nạp tiền vô. Nhớ hồi đó năm ngoái á, có người dắt mình đi vô cái store kia mua hết cho mình luôn. Năm nay đồ má dắt mình đi theo quay. Cũng thằng này quay. Năm nay đồ má đi quay lần đầu tiên. Ê, ai mà trả tôi luôn đi đâu. À, cuộc sống. Giờ kinh tôi là kinh lớn, kinh bà kinh nhỏ. Ôi. Bà biết điều đi. À, người lớn không có bảo ban, trẻ nhỏ thôi quần quần. Biết điều đi, để tóc nó mang mọc ra đúng không? Ôi, tóc dài lắm bạn, không như tóc bạn bạn ơi. Tóc tôi là tự cắt. Ừ. Tính riêng nha, okay. Không có muốn chung đụng gì với cái người đàn ông này hết trơn. Tính riêng nha, mà đừng có để nè em, riêng luôn, cái thẻ nhìn là thấy xịn hơn rồi. Cái đẳng nào cái thẻ phối màu thấy gớm. Đẳng nào nhìn là đó, nè thẻ này nó xịn hơn. Nè thẻ này tuy vậy thôi nhưng mà nó xịn hơn. Nè không, nhìn cái này nó quyền nhỏ nhỏ với nó là bóc. Mày, tự tôm. Để riêng ra, đừng có đụng vô, đừng có dính chén gì chung nhau. Hứa dụng má. Hứa dẫn em mua cái ba lô. Đấy, ba lô nè. À. Xong không mua ba lô cho em luôn. Ủa, con người sống gì kỳ vậy? Đó, đi qua bản luôn rồi kìa. Đấy, rồi. Để anh. Ủa, bạn. Ai chơi kỳ vậy bạn? Sao? Ai hứa bạn dẫn người nhỏ đi mua cái ba lô, giờ bạn im với nhỏ luôn. Ai làm chứng? À. Làm chứng đâu? Có giấy tờ gì không? Có hợp đồng không? Không có giấy tờ vậy đừng có nói không chứng hay không. Đừng có đưa tao vô thấy khó, khó lắm. Đưa tao vô thấy khó là khó. Em đừng quay mấy cái pha đó. Em phải giống như anh nè. Ở cái chỗ này là cái chỗ cửa hàng của người ta. Đừng có vô đây làm mấy cái trò mèo nữa. Rồi, ok ok, fine. Em thấy chưa? Rồi, dừng chơi nãy giờ không để ý ba. Ây da. Dừng chơi mang đôi cô bì cho anh. Ây. Cái này là tên gì mà mất tiêu rồi đó. Phải tùm lát. Ờ, hơi bị dữ. Mang xong hai đôi cô 14 tuổi. Hi có size 12 không? Hi làm gì có size 11? Em ơi sao em cứ để xác hoài vậy? Xác là
riêng riêng em tính máy bên đó còn anh tính máy bên đây. Tiền mình thôi, thích khác đi anh. Đó, đừng chỉ đụng vô đồ tay má ơi. Tự nhiên anh biết đồ đi cần tôi chứ. Đứng ra, xích xe đi, xích chắc mẹ đi cho anh chắc tắn. Đó. Thứ gì? Không biết hả còn tiền không nữa, không còn tiền không tiền trả, mệt hết được. Mà hợp á. Ờ, hên quá, trời ơi, má nghe cái tiếng nó nhẹ người. Ôi, đi ra bạn chỗ người ta ký tên. Please man. Tôi đủ tới tôi. Ủa đâu ra vậy? Biết cầm viết kỹ không? Không. Chỗ đi có đi học không? Không. Ê, bà biết viết chữ không vậy? Không. Tôi nghi lắm luôn á. Không biết chữ. Em đưa có bài đơn á, rồi em kêu anh Long á, đọc thử bài em nào có đọc luôn. Anh chắc chắn là Long không biết đọc luôn á. Không biết đâu. Không biết sao thì làm được luôn á, người ta đưa kịch bản rồi sao đọc lại. Thôi chịu á, có người đọc giùm. Có người đọc giùm hả? Có trợ lý đọc cái gì? Ôi. Cho tỏ mình cái máy cái này được không? Anh ơi, cái đó quầy cái xe của anh ta đi ra đi. Bạn ơi, tôi thấy bạn hơi lỗ mãn rồi đó. Kỳ quá rồi đó. Ủa, lỗ mãn từ nãy giờ. Ê, cái từ lỗ mãn của em quá lắm. Là lỗ mãn là lỗ rồi, lỗ hoặc lỗ theo kiểu mà có mãn miếng á. Em lấy cái chiếc xe của nãy anh Long cầm chiếc nào vậy? Dạ, mình cầm chiếc này. Rồi, ok, em để xuống đây. Ủa, chắc tôi cần, chắc tôi thèm. Em cầm hai chiếc bên đây nữa. Ký lại là quẹt thêm một lần nữa cho ký lại em. Trừ thêm 3 triệu mấy nữa. Sao? Nghĩ gì hay á? Nghĩ gì hay chứ, hay chứ. Có gì hay. Em coi coi đừng lộn giày nha. Anh không muốn lộn giày chung với cái thứ đó không? Anh không muốn đổi lại. Anh đợi em. Ok, cảm ơn em. Vậy đi. Thích nhất đã lai kỳ là hết cái túi rồi, không thích mẹ gì hết. À, thích nhất cái túi. Ừ. Đừng có chung với hóa đơn với thanh niên kia. Em ơi, kiểm tra lại cái tiền coi vô công ty chưa nha. Tại nhiều khi người ta sẽ được phát luôn á. Nút chuyên cơ mà còn mua phát được là biết là cái thẻ chắc chắn là phát được. Thề luôn. Có gì á là anh cho số điện thoại gọi lên nói lấy tiền lại công ty. Xã hội nói là chó cứ sủa là người cứ đi, không mình đi đi. Okay. Cảm ơn mọi người. Chắc là thèm đi mua đồ chung mẹ. Thôi, bảo thèm chứ ai thèm. Chắc là thèm đi mua đồ chung. Giờ cặp bịch nai vô Adidas rồi hết thẳng luôn rồi. Đó là đỉnh cao của sự lỗ mãn. Hey, bây giờ con khi được ok rồi, hôm nay con còn có thang máy là cho mày đi. Bây giờ tôi sẽ đi mua bánh trung thu cho vợ tôi ăn. Có mời tôi không? Không. Ủa thân thiết gì? Ủa thì gì á? Không, nhưng mà tại cái nào tôi thấy được có lợi tôi thì cũng được. Thôi hồi nãy giờ chữ thề không chữ lộn không mà mấy chữ thề tôi là bây giờ tôi không có nói tục chữ thề nữa. Tôi muốn trở thành một người là ông chỉnh chu và thành đạt. Nếu mà nói mà không nói tục chữ thề thì phải nói tới Dương Quốc Vinh 20 ngàn. Dương Quốc Vinh của nhà đóng bánh tâm mà, cái tâm Dương Heo chữ thề của tôi rồi. Đáng đời. Ủa mà ra đường là được quyền phải không? Không luôn bà. Không được quyền luôn hả? Mình không có giả tạo trong cửa hàng, mình muốn cái đó trở thành nếp sống của mình, bà hiểu không? Ok. Nếp sống đồ ha, hay quá ha. Ừ, nếp sống văn hóa. Tại vì bản chất con người mình nó đã không có văn hóa rồi, bây giờ lời nói mình tốt ra mà lại có văn hóa nữa thì... Thôi kệ nó, ai nói thì nói, mình mua vô văn hóa thì nhỏ lớn rồi, không sợ. Nếp suy nghĩ. Ở đây mình có bánh trung thu của Rung Nam nè. Bánh trung thu của cô đèn tay thông môn chết. Cái gì có hay cái gì? Hello em. Để đi ngó cái nha. An Nam Nguyên So. Theo tôi thì Davidus Kindle. Theo tôi thì chắc mình sẽ mua Nguyên So. Hello chị. À, bánh chung. Mình có nhân gì vậy? Cái đầu xô đi. Hỏi người ta coi có cái nào ăn thử không? Đừng có bóc. Dạ bóc thử là bóc thử Thì đâu có chưa ai đâu chưa tính bóc luôn mà. Làm gì vậy mấy bạn? Dạ đây. Bên mình có hiện tại có 3 loại bánh ạ. Dạ 3 loại hộp chất 4, 8 và 6. Dạ. Cho anh hộp. Ủa? Dạ. 4 thì mình chỉ được lựa như đó vậy hả? Dạ đúng rồi, cái này là fix 4 loại nhân cơ bản. Dạ đúng rồi, cái này còn ví dụ mà mình mua lẻ thì sao? Bên em thì không bán lẻ, thì mình chỉ bán hộp thôi đúng không? Đúng rồi anh, dạ. Tại anh tính mua cái dừa với lại cái là
đậu xanh. Dạ. Vậy thôi mình lấy hộp 8 bánh đi, có 8 vị mình thử. Em về nhà mình thử cho 4 bánh thì có 4 vị thôi. Có bánh nào mà để làm ăn cho bản chất con người tốt hơn phải anh thù. Nói chung ăn bánh Vinh So là bản chất sẽ tốt lên hết, anh yên tâm ạ. Dạ đúng rồi. Dạ. À, bà vô thép phải mua rồi. Đi. Một bánh đẹp quá trời, mua về ăn thử đi anh. Ăn thử. Tại đến mua có 2 bánh. À, giờ thôi lấy anh, thôi gọi lấy anh hộp 8 bánh đi. Dạ, cảm ơn. Okay. Cho tôi 4 cái nha. Ok. Cà thẻ tiền mặt hay cà thẻ? À, cà thẻ được, cà thẻ. Dạ, ok. Rồi, vô thế luôn mày. Vô thế luôn, tại sale giỏi quá. Sale giỏi quá. Cái thế giới này cũng như cần những người sale như vậy, thấy không? À, Vinh là học hỏi luôn rồi. Để Vinh luyện cho anh chị em. Anh kêu đưa em cao dài Vinh. Em vô mặt cho. Vinh thử lường. Mày có bỏ áo dài đi Vinh. Áo dài này Vinh bằng cái thương eo hết. Em thử đi anh, em thử đi anh, em tại vì em thử được. Cái này nó lại làm cho cái lông nguyên liệu nè. Đó, bánh nè. Bánh em thử ở trên đây nè em. Rồi. Còn cái bánh rồi. Bánh cái bánh cũng đi thử cái này để cho người ta thử đi. Mình lấy bánh của bạn mua bằng tiền của bạn. Mình thử nó vô. Đau lòng, nó đau lòng. Dạ, rồi đây em cầm cho. Ôi giời ơi. Cũng tôi vui vẻ nha. Làm em về. Làm em về. Ôi ơi ơi. Mất dạy. Chắc kỳ vậy. Trời ơi, trẻ đánh cho người ta. Què lấy bánh cho người ta luôn. Má ngu quá nè, không nghe bánh bồ đi. Bồ đi bánh ngon rồi. Ở dưới hầm nữa, ngu ngục. Cái đây nè. Cái đây nè. Đúng rồi. Thứ ngu ngục. Ủa má. Không có thân thiết. Chửi lộn nhau, giờ lấy cái bánh của người ta. Rồi lộ ba nghĩ sao vậy cuộc giữa, đời nó nói chứ cái nào mà mình ăn được anh em giùm ăn anh cái là môn nó miếng ăn là miếng tồi tàn nhưng mà lấy được cứ lấy thất vọng thất vọng ờ hey, con người quá thất vọng thì đâu bà ơi nè mình á là mình phải đưa những cái bản chất xấu nhất của mình lên mạng cho người ta thấy để khi người ta gặp mình ở ngoài đời người ta nói em không ngờ ở ngoài đời nhìn anh tốt hơn trên mạng rất là nhiều luôn. Bà hiểu vấn đề đó không bà Long? Ví dụ á, một người đó mà khen bà chụp hình ăn ảnh á là tính ra là chê bà xấu. Ừ đúng rồi. Ừ. Mấy đó khen, khen bà trên mạng có duyên á thì tức là nói bà ở ngoài vô duyên á. Mấy đó mà bản chất của bà là vô duyên luôn. Ừ. Mà bà là gì xấu gì vô duyên luôn. Tại đó, tại vậy. Rồi giờ lấy xe chở tôi về đi, coi như là kết thúc của hôm nay ha. Ủa vừa mất bánh mà vừa mất xăng nữa ta. Để tồn tại để hành tiền kiểu đó. Cái là món vừa mất bánh vừa mất xăng. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của anh Long nha. Thì một cái kênh nhỏ như vậy thì nó cũng cần người lắm. Với lại bạn subscribe kênh đi, gọi Long mới có tiền để mà giống như là lấy quảng cáo của nhãn hàng tại chợ đâu á. Để Long có tiền đậu xe, rồi mua bánh thu cho anh em ăn, mua dạng cho anh em coi. Coi á, mà không subscribe á, là thất đức á. Cắt rồi, cắt rồi. Nhớ giữ cái cửa cho anh em. Okay. Nhớ giữ cái cửa này để anh ra luôn. Rồi, cảm ơn. Các bạn phải nhớ là độ mắt cuộc sống mà kiếm những cái thằng nào mà tên Nam á thì những thằng đó thường là không có tốt lạnh mẹ gì hết á. Các bạn nên né mấy thằng tên Nam ra. Mấy thằng tên Long mà chơi với mẹ Nam thì bạn chết cũng vậy á, né mấy thằng đó ra luôn. Như cái lồn hết luôn cả hai thằng Nam Long. Các bạn phải nhớ nha. Ok, cảm ơn mọi người đã độ má theo dõi kênh của tôi. Nhớ like và subscribe, bye. Chặt kia nữa. Không subscribe là thất đức. Không subscribe là thất đức nha mấy thằng ngốc. Bye.